Minh Phát mới chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát nhé. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi bản tin buổi chiều hôm nay thứ ba, ngày 15 tháng 6 năm 2021. Đây là bản tin mới nhất được Minh Phát vừa cập nhật. Sau đây, mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn thân mến, giá vàng trưa nay thứ ba, ngày 15 tháng 6 năm 2021 ở tại thị trường trong nước, giá vàng SJC ghi nhận mức đi ngang ở cả chiều mua và chiều bán. Theo đó, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh được niêm yết mua vào ở mức 56.550.000 đồng một lượng và bán ra 57.150.000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, giao dịch vàng SJC cũng đứng ở mức 56.550.000 đồng một lượng ở chiều mua, còn ở chiều bán 57.170.000 đồng một lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý PNG ở cả hai miền Bắc Nam cũng tương tự. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 56.550.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 57.150.000 đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng trang sức, vàng nhẫn 24K các loại cũng không ghi nhận mức điều chỉnh ở cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 52.600.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 53.200.000 đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay hôm nay ở quanh mức trên 1.860 đô la Mỹ một ounce, sau khi đã giảm xuống sát mức 1.840 đô la Mỹ một ounce vào đêm qua theo giờ Việt Nam. Giá vàng thế giới hiện nay đang cao hơn khoảng 23%, tương đương với 368 đô la Mỹ một ounce so với đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức giá khoảng 51.800.000 đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới tiếp tục giãn rộng so với vàng trong nước và hiện đang thấp hơn khoảng 5.350.000 đồng một lượng. Giá vàng trên thị trường quốc tế biến động mạnh theo diễn biến của đồng đô la trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách của Fed diễn ra vào trong 2 ngày 15 và 16 tháng 6. Sau khi đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong vòng hơn một tuần do đồng đô la mạnh lên trong khi giới đầu tư chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách của Fed, mặt hàng kim loại quý hồi phục khá nhanh trên thị trường Mỹ. Theo đó, giá vàng đã không xuyên thủng ngưỡng 1.840 đô la Mỹ một ounce. Do vậy, có thể giữ cho đà tăng đi đúng hướng. Đà tăng của đồng đô la Mỹ chậm lại sau khi Trung Quốc có tín hiệu chặn đà tăng đồng nhân dân tệ. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vừa cho biết sẽ nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của các ngân hàng có chi nhánh ở nước này từ 5% lên 7% từ ngày 15 tháng 6. Đây là sự gia tăng đầu tiên kể từ năm 2007. Giới đầu tư hiện đang theo dõi cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày 15 và 16 tháng 6 của Fed. Mục tiêu là làm rõ hơn quan điểm của các nhà hoạch định chính sách về tình trạng lạm phát gia tăng và triển vọng phục hồi kinh tế của Mỹ. Vàng giảm giá còn do thị trường tiền điện tử sôi động trở lại, với đồng Bitcoin đã vượt qua ngưỡng 40.000 đô la Mỹ. Về dự báo giá vàng, trong tuần vừa qua, giá vàng đã tăng mạnh lên ngưỡng 1.900 đô la Mỹ một ounce, nhưng sau đó lại bị bán tháo mạnh sau số liệu kinh tế ủng hộ đồng bạc xanh. Việc giá vàng liên tục không thành công trong việc chinh phục ngưỡng 1.900 đô la Mỹ khiến cho một số lệnh chốt lời xuất hiện. Đồng Bitcoin tăng mạnh trở lại sau khi Elon Musk cho biết công ty Tesla sẽ tiếp tục giao dịch tiền điện tử khi việc khai thác được thực hiện bởi năng lượng sạch hơn. Trong cuộc họp G7 có nhiều ý kiến trung lập và lạc quan về sự đổi mới của tiền kỹ thuật số, bao gồm tiền điện tử. Đây là tín hiệu tốt cho đồng Bitcoin và tạo ra áp lực đối với vàng. Dù vậy, về dài hạn, lạm phát cao sẽ là yếu tố thúc đẩy mặt hàng kim loại quý đi lên. Các bạn thân mến, ngay tại thời điểm buổi trưa nay, vàng thế giới hiện đang ở quanh mức 1.865,2 đô la Mỹ. Trong phiên đã giảm 0,05%. Mức giao dịch thấp nhất trong buổi sáng hôm nay 1.858 đô la Mỹ và cao nhất là 1.867 đô la Mỹ một ounce. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở trên mức 40.000 đô la Mỹ một đồng. Trong phiên đã giảm 0,4%. Chỉ số đô la Mỹ hiện đang đứng tại mức 90,476 điểm, giảm 0,03%. Giá dầu thô thế giới mặc dù giảm 0,12% trong phiên, thế nhưng hiện đang đứng tại mức cao là 71,081 đô la Mỹ một thùng. Tiếp theo, mời các bạn cùng Minh Phát cập nhật giá vàng và giá ngoại tệ trong nước tại thời điểm buổi trưa ngày hôm nay nhé.
Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.550.000 đồng một lượng, bán ra 57.150.000 đồng một lượng, giá không thay đổi so với phiên liền trước. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 56.550.000 đồng một lượng, bán ra 57.170.000 đồng một lượng, giá cũng không thay đổi so với phiên liền trước đó. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 600.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.600.000 đồng một lượng, bán ra 57.100.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 56.550.000 đồng một lượng, bán ra 57.100.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji từ 500 cho đến 550.000 đồng một lượng. Vàng PZ tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.550.000 đồng một lượng, bán ra 57.150.000 đồng một lượng. Vàng PZ tại Hà Nội mua vào 56.550.000 đồng một lượng, bán ra 57.150.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng PZ là 600.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC mua vào 56.650.000 đồng một lượng, bán ra 57.100.000 đồng một lượng, tăng 20.000 đồng một lượng ở chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Tại ngân hàng Eximbank mua vào 56.450.000 đồng một lượng, bán ra 56.950.000 đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại ngân hàng ACB mua vào 56.600.000 đồng một lượng, bán ra 57.100.000 đồng một lượng, giá không thay đổi so với phiên liền trước. Tại ngân hàng SCB mua vào 56.300.000 đồng một lượng, bán ra 56.900.000 đồng một lượng, giảm 200.000 đồng một lượng chiều mua và 300.000 đồng một lượng chiều bán. Tại ngân hàng TPBank Gold mua vào 56.550.000 đồng một lượng, bán ra 57.100.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng chiều bán và chiều mua giữ nguyên. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành cũng không có sự thay đổi cả chiều mua và chiều bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên liền trước. Tại Đà Nẵng mua vào 56.550.000 đồng một lượng, bán ra 57.170.000 đồng một lượng. Tại Nha Trang mua vào 56.550.000 đồng một lượng, bán ra 57.170.000 đồng một lượng. Tại Cà Mau mua vào 56.550.000 đồng một lượng, bán ra 57.170.000 đồng một lượng. Tại Bình Phước mua vào 56.530.000 đồng một lượng, bán ra 57.170.000 đồng một lượng. Tại Huế mua vào 56.520.000 đồng một lượng, bán ra 57.180.000 đồng một lượng. Tại Biên Hòa mua vào 56.550.000 đồng một lượng, bán ra 57.150.000 đồng một lượng. Tại miền Tây mua vào 56.550.000 đồng một lượng, bán ra 57.150.000 đồng một lượng. Tại Quảng Ngãi mua vào 56.550.000 đồng một lượng, bán ra 57.150.000 đồng một lượng. Tại Long Xuyên mua vào 56.570.000 đồng một lượng, bán ra 57.200.000 đồng một lượng. Giá vàng mốt số 9, vàng nữ trang SJC. Nhận mốt số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 52.600.000 đồng một lượng, bán ra 53.200.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang mốt số 9 mua vào 52.200.000 đồng một lượng, bán ra 52.900.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 24K mua vào 51.376.000 đồng một lượng, bán ra 52.376.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 18K mua vào 37.829.000 đồng một lượng, bán ra 39.829.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 14K mua vào 28.994.000 đồng một lượng, bán ra 30.994.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang loại 10K mua vào 20.212.000 đồng một lượng, bán ra 22.212.000 đồng một lượng. Phần cuối bản tin, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank. Đồng đô la Mỹ mua vào 22.820 đồng, bán ra 23.050 đồng, giá không thay đổi so với phiên liền trước. Riêng tại thị trường tự do, đồng đô la Mỹ mua vào 23.020 đồng, bán ra 23.060 đồng. Đồng đô la Úc mua vào 17.258 đồng, tăng 43 đồng, bán ra 17.979 đồng, tăng 44 đồng.
Đồng đô la Canada mua vào 18.434 đồng, tăng 42 đồng, bán ra 19.204 đồng, tăng 44 đồng. Đồng yên Nhật mua vào 202 đồng, bán ra 213 đồng, giảm 1 đồng. Đồng euro mua vào 26.973 đồng, tăng 45 đồng, bán ra 28.382 đồng, tăng 47 đồng. Đồng Phần Lan Thụy Sĩ mua vào 24.878 đồng, giảm 14 đồng, bán ra 25.917 đồng, giảm 14 đồng. Đồng bảng Anh mua vào 31.571 đồng, tăng 13 đồng, bán ra 32.890 đồng, tăng 14 đồng. Đồng nhân dân tệ mua vào 3.515 đồng, bán ra 3.663 đồng, giá cũng không thay đổi so với phiên trước. Đồng đô la Singapore mua vào 16.871 đồng, tăng 5 đồng, bán ra 17.576 đồng, tăng 5 đồng. Các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi chiều hôm nay trên kênh của Minh Phát. Một lần nữa, Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.